Bộ phim Sáng như trăng trong mây. Tập 26. Nam Lăng Duệ, sao lại đưa cô ấy tới Nam Lương? Người đi rồi thì ta làm sao đây? Bổn thái tử muốn đưa ai về Nam Lương có liên quan tới cô không? Sao lại không liên quan tới ta? Hai người đừng cãi nhau nữa. Cháu gái ngoan, con tỉnh rồi sao? Xin lỗi gia gia, để người lo lắng rồi. Vân Thiển Nguyệt, sao giờ muội mới tỉnh? Muội không biết mấy ngày nay gia gia lo lắng cho muội cỡ nào đâu. Ta ghen tị. Con nè, sau này con phải cẩn thận, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa. Gia gia già rồi, không chịu được đâu. Dạ. Tần đế đăng cơ, mấy ngày nay triệu tập quần thần vào cung nghị sự. Con phải chăm sóc nhà đầu này cho ta. Nếu còn xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội con. Dạ. Vâng gia gia. Con à, gia gia đi đây. Con phải chú ý dưỡng bệnh đó. Người yên tâm đi. Chăm sóc cẩn thận cho ta. Ta muốn ở một mình một lát. Thiển Nguyệt, cô đừng nói nữa. Ta còn chưa nói chuyện với Thiển Nguyệt mà. Cô để muội ấy ngủ một lát đi. Cô nói gì mà nói? Người kéo ta làm gì? Vì ta là một nam nhân, ta cũng sẽ bị sắc đẹp che mờ đôi mắt. Trước giờ ta chưa từng có tình cảm thật sự với cô. Nếu thật sự có gì thì cũng chỉ là gặp dịp mà chơi thôi. Nghe rõ đây, kể từ hôm nay, Dung Cảnh này và Vân Thiển Nguyệt ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ gì nữa. Cha, chẳng phải Tạ Minh này cả ngày vẫy đuôi đi sau Lãnh Thiệu Trác sao? Chuyện ở Phượng Hoàng Quan, hắn cũng dốc không ít sức lực vì Tam Điện Hạ. Bây giờ sao còn mặt mũi viết bái thiếp tới gặp cha vậy? Trong cuộc chiến đoạt trữ vị lúc đầu, bọn họ hoặc là giữ vị trí trung lập, hoặc là ủng hộ Tam Điện Hạ. Bây giờ tân đế đăng cơ, thay đổi triều đại, để bảo vệ bản thân, tất nhiên họ phải tới tìm cha cầu xin giúp họ rồi. Đúng là loại nịnh nọt bợ đỡ, gió chiều nào theo chiều nấy. Ngân Nhi, cha thường xuyên thấy con ra ngoài, mọi chuyện xử lý sao rồi? Cha yên tâm đi. Mặc dù Dung Cảnh tạm thời trốn được, nhưng đã như chó nhà có tang. Bắt hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Bây giờ còn đã bày thiên la địa võng trong thành, cho dù họ mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi tay con. Tần đế mặc dù còn trẻ, nhưng từ trước tới nay đều gánh vác trọng trách nặng nề. Ngân Nhi, con tuyệt đối phải cẩn thận thì hơn. Cha,
Tân đế vẫn còn chưa đăng cơ, căn cơ chưa vững, cũng chưa thâu tóm được hết thế lực trong triều. Có phải chúng ta lo nghĩ nhiều rồi không? Tân đế trước đây là hoàng tử, nhưng bây giờ đã là quân vương, thân phận đã khác. Mà con và Dạ Thiên Vật từng có hôn ước, vậy nên con bắt buộc phải cẩn thận hơn. Hôn ước đó là tiên đế ban. Tam điện hạ, hắn đã bị bãi xuất rồi, con biết không? Ngân Nhi, con nhất định phải nhớ rõ thân phận của mình, tuyệt đối không được làm việc tùy hứng, không được qua lại với hắn nữa. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lãnh đại nhân, qua đây nói chuyện đi. Lãnh đại nhân, ngài nhận lệnh bắt nghi phạm hành thích tiên đế đã có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa, chỉ nghe nói Dung Cảnh có liên quan, đã hạ lệnh truy bắt toàn thành rồi. Nhưng chuyện này không phải sớm đã xác định là do nghịch tặc Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt làm rồi sao? Vân Thiển Nguyệt? Không thể nào. Ngày tiên đế băng hà, ta phụng mệnh điều tra, tận mắt thấy hai người này đi chung, cử chỉ lén lút. Ta nghĩ họ đã sớm thông đồng với nhau. Mà thiên thánh chúng ta, nếu có kẻ cùng người kỳ tính kế hãm hại tiên đế, thì kẻ này chắc chắn là Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, người xem thời tiết bên ngoài đẹp chưa nè? Người phải phơi nắng cho nhiều thì tâm trạng mới nhanh tốt lên được. Tiểu thư, người thật sự muốn cùng thế tử Nam Lương kia cao chạy xa bay sao? Nhưng người vốn không hiểu ngài ấy, mà người cũng không thích ngài ấy mà. Phải rồi, ta thấy Thái Liên nói đúng, hôn nhân đại sự không thể đùa được đâu. Không phải muội thích Nam Lăng Duệ thiệt chứ? Chuyện này có gì quan trọng đâu. Ta thích muội ấy là được rồi. Nam thế tử có thể bảo đảm sẽ đối xử tốt với tiểu thư nhà tôi cả đời không? Tiểu nô tỳ này cũng biết bảo vệ chủ đó. Hay là ngươi làm thông phòng của ta đi, đừng giỡn nữa. Cô nương nghĩ nhiều rồi. Nếu thế tử chúng tôi không thật lòng với quận chúa, thì sao lại tới nhà bếp làm điểm tâm rồi đích thân mang tới đây được? Biết muội không có khẩu vị, vì vậy ta đã làm bánh hạt dẻ muội thích ăn từ nhỏ. Ít nhiều cũng ăn một chút đi. Sao nam thế tử biết tiểu thư nhà tôi từ nhỏ đã thích ăn bánh hạt dẻ? Bánh này mùi vị không giống những chỗ khác, nếm thử đi. Thế nào, có ngon không? Tiểu thư, tận đô quan tới rồi.
Tần Đô Quang như vậy là có ý gì? Vân Thiển Nguyệt, cô cùng nghịch tặc Dung Cảnh lập kế giết vua, phải đưa về Thiên Lao thẩm vấn. Bổn thế tử đúng là hiểu biết nông cạn, không ngờ thị vệ Thiên Thánh lại có người quyền lực như vậy. Thế tử ở đâu ra vậy? Vân Thiển Nguyệt, đúng là ta đã xem thường bản lĩnh trêu ông ghẹo bướm của cô. Mới đó mà đã đổi người khác rồi sao? Đúng là quên nhanh thật đó. Sao vậy? Cô đã quên cảm giác bị Dung Cảnh vô tình dứt bỏ rồi sao? Tần đại nhân quả là nhớ mãi không quên cảnh thái tử. Tội nhân Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh tính kế giết vua, luận tội phải chém đầu. Dẫn đi, có ta ở đây ai dám? Ta mặc kệ ngươi là ai, e rằng ngươi đã bảo vệ nhầm người rồi. Nếu không muốn bị tội nhân này làm liên lụy, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Ta cũng mặc kệ cô là ai, sợ rằng cô đã bắt nhầm người rồi. Ta là thế tử nước Nam Lương, tương lai cũng là vua của một nước. Ta thù rất dai. Nếu không muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước thì mau mang người của cô đi. Ra là thế tử nước Nam Lương. Xem ra Vân gia không chỉ cấu kết mưu phản với nghịch tặc Dung Cảnh, mà còn bí mật qua lại với nước Nam Lương. Ta thân là quân thần, sao có thể để người làm loạn ở Thiên Thánh? Tiểu tỳ tử, mau đưa chủ tử người vào đi. Thiển Nguyệt đi. Ưng Dương vậy còn không mau thông lên. Làm sao đây? Tần Ngọc Ngưng này dương cờ giống trống tối đây như vậy, rõ ràng là cố ý làm khó muội. Đúng đó, rõ ràng là cô ta cố tình làm khó người. Bây giờ lão vương gia không có trong phủ, chúng ta phải làm sao? Muội làm gì vậy? Ta nên đi theo cô ta mới phải. Muội điên rồi. Nếu bây giờ muội rơi vào tay bọn họ, chắc chắn họ sẽ gây khó dễ cho muội. Không được đi. Đúng đó, tiểu thư, người không được đi. Ta biết hai người muốn tốt cho ta, nhưng chính vì vậy ta càng nên đi với cô ta. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhắm vào ta. Nếu không làm theo ý cô ấy, chắc chắn cô ta sẽ báo thù cả Vân gia. Từ nhỏ gia gia đã rất yêu thương chiều chuộng ta, ta luôn làm theo ý mình, thậm chí còn độc đoán, làm sai rất nhiều việc. Bây giờ ta không thể làm liên lụy tới gia gia nữa. Đã tới lúc ta bảo vệ gia gia rồi. Tỷ Thái Liên, những ngày ta không ở đây, hai người nhất định phải thay ta trông coi Vân gia, chăm sóc tốt cho gia gia, biết chưa? Tiểu thư. Dừng tay. Không phải cô muốn bắt ta sao? Ta đi theo cô. Thiển Nguyệt, lão vương gia về rồi. Gia gia, lão vương gia, Thiển Nguyệt bị Tần Đô Quang bắt đi rồi. Cô ta nói muội ấy mưu nghịch giết vua. Con coi chừng làm sao vậy hả? Con, muội ấy tự đòi đi, con không cản được. Người cũng biết tính Thiển Nguyệt, đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Thái Liên, ngươi lập tức vào cung, đi tìm quý phi nương nương, nhờ người cầu xin hoàng thượng. Dạ. Ngọc Ngưng, tự ý giam cầm quận chúa trong ngục như vậy không ổn đâu.
Vân Thiện Nguyệt thông đồng với nghịch tặc mưu hại tiên đế, chứng cứ rành rành. Ta chỉ hành sự theo luật mà thôi, sao lại nói là tự ý được? Nhưng chúng ta vẫn chưa bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Cô đã mạo muội đưa ra kết luận. Một khi nếu hoàng thượng biết một thần tử như ta giúp người diệt trừ nghịch tặc, an ủi vong linh tiên đế trên trời, phải trọng thưởng mới đúng. Lần này ngươi đóng góp không ít, những chuyện còn lại cứ để ta xử lý, không phiền tới ngươi nữa. Vân Thiển Nguyệt, ngươi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay phải không? Không cần phải nhìn ta như vậy, ta không phải nam nhân, nên sẽ không mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của ngươi đâu. Nói, nghịch tặc Dung Cảnh đang trốn ở đâu? Ta không liên quan gì tới ngài ấy, làm sao ta biết được tung tích của ngài ấy? Cứng họng quá hả? Nhưng không sao, ta sẽ bắt người phải nói. Nương nương, nương nương, cầu xin người cứu tiểu thư nhà tôi, Thái Liên, cầu xin người cứu tiểu thư nhà tôi, Thái Liên, mau đứng lên nói, sao lại kêu ta cứu tiểu thư nhà ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu thư nhà tôi bị Du Oan là mưu hại tiên đế, bị Tần Đông Quang bắt đi nhốt vào đại lao rồi. Nương nương, nương nương, người không được vào, hoàng thượng nói rồi, nương nương. Hoàng thượng, nương nương không nghe thần nói, lùi xuống đi. Dạ. Kinh nhiễm đã vào cung mà còn gọi trẫm như vậy sao? Thần thiếp thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội. Nhưng Thiển Nguyệt tiểu nhà đầu làm sao? Thái Liên nói Ân Dương Bệ gán tội Thiển Nguyệt mưu hại tiên đế, tống cô ấy vào thiên lao rồi. Kinh nhiễm, chịu bao khổ cực như vậy mà vẫn không chịu nói sao? Cho dù ngươi có giết ta, ta không biết là không biết. Ta phải coi thử ngươi còn có thể cứng đầu tới bao giờ. Ta vẫn luôn không hiểu nổi một nữ tử ăn chơi như ngươi dựa vào cái gì mà ngông nghênh trước mặt ta, dựa vào cái gì mà khiến Dung Cảnh, Tam Điện Hạ và cả đương kim hoàng thượng đều thần hồn điên đảo vì ngươi vậy? Ta nghĩ chắc là vì gương mặt này của ngươi phải không? Ngươi nói nếu như trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ngươi bị ta rạch một nhát thì sẽ ra sao? Ngươi dám? Ngươi cứ xem ta có dám hay không. Dừng tay! Hoàng thượng, tiểu nha đầu, muội sao rồi? Mau cởi trói, mau cởi trói.
Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, tống Tần Ngọc Ngưng vào tử lao. Thần có tội gì chứ? Hoàng thượng, hoàng thượng, Vân quận chúa có thai được một tháng rồi. Dung cảnh, cô ấy là người mà cả đời Dạ Khinh Nhiễm ta nâng niu trong lòng bàn tay, dùng cả mạng sống để trân trọng, còn không nỡ chạm vào. Rõ ràng là ta yêu muội ấy nhất, rõ ràng là ta sắp có thể phá vỡ mọi gông cùm để tới gần muội ấy rồi. Tại sao? Tại sao lại bị người chiếm mất? Hoàng thượng, không hay rồi hoàng thượng. Có chuyện gì? Tần tướng quân Triệu tập các đại thần đang đợi ngoài điện, nói là muốn lập tức xử quyết Vân quận chúa. Hoàng thượng, Vân quận chúa tỉnh rồi. Hoàng thượng, bọn họ vẫn đang đợi ngoài điện, kêu bọn họ lui đi. Tuân lệnh. Tiểu nha đầu, muội không sao chứ? Khinh Nhiễm, ta đang ở đâu? Đây là tẩm cung của trẫm. Trẫm đã đưa muội về đây để tiện cho thái y chữa trị. Ta quên mất, bây giờ ngài là hoàng thượng rồi. Ta không nên ở đây, ta phải sớm về thôi. Tiểu nha đầu, muội đừng cử động. Muội sao vậy? Tiểu nha đầu, muội sắp trở thành mẫu thân rồi. Ngài nói cái gì? Thái y nói trong bụng muội có một sinh mạng nhỏ, nhưng muội đừng lo, nó rất kiên cường, cũng rất may mắn. Dù lúc ở trong nhà lao bị Tần Ngọc Ngưng hành hạ, nhưng đứa bé gần như không bị tổn hại gì. Tiểu nha đầu, muội làm gì vậy? Ta không thể để nó sinh ra trên đời. Tiểu nha đầu, muội đừng làm tổn thương bản thân như vậy. Đều tại ta, tại ta yêu đương mù quáng, tin tưởng sai người, tại ta bị lợi dụng, bị ruồng bỏ. Ta có kết cục như vậy là đáng đời mà, còn làm liên lụy tới sinh mệnh nhỏ vô tội. Đều tại ta. Xin hoàng thượng xử quyết kẻ phản nghịch Vân Thiển Nguyệt. Xin hoàng thượng xử quyết kẻ phản nghịch Vân Thiển Nguyệt. Xin hoàng thượng xử quyết kẻ phản nghịch Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, muội làm gì vậy? Làm theo ý họ, để ta chết đi. Dù sao trái tim ta cũng chết rồi, có sống thì chỉ như cái xác không hồn. Tiểu nha đầu, muội đừng ngây thơ nữa, tội mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc đó. Muội nhận tội là cả Vân Vương phủ sẽ bị liên lụy, mà đứa trẻ này còn là Dương Nghiệt Kỳ Quốc,
Chỉ cần muội sinh nó ra, thì dù có chạy tới chân trời góc bể, một khi bị phát hiện, nó chắc chắn sẽ phải chết. Trừ khi cái gì? Trừ khi để Trẫm làm phụ thân của đứa trẻ này. Khinh Nhiễm, ngài điên rồi. Trẫm không điên. Với khi Trẫm làm phụ thân của nó, nó mới có thể được sinh ra trên đời một cách danh chính ngôn thuận. Cho nên không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Muội có tin Trẫm không? Muội hãy tin Trẫm, để Trẫm làm phụ thân của đứa trẻ này. Trẫm sẽ coi nó như con ruột. Sau này để Trẫm bảo vệ hai mẹ con muội. Dạ Khinh Nhiễm, ngài đi đâu vậy? Có chuyện gì to tát mà các khanh phải tới làm ầm ĩ bên ngoài tẩm điện của Trẫm vậy? Hoàng thượng, Vân Thiển Nguyệt cấu kết với phản tặc mưu hại tiên đế. Chúng thần khẩn cầu hoàng thượng hỏi tội Vân Thị, cho triều đình một lời giải thích. Tần thừa tướng yên tâm, Dung Cảnh đột nhập cung điện hành thích tiên đế, Trẫm sẽ không tha cho hắn. Còn về việc Vân gia mưu phản, chuyện này không có bằng chứng, hoàn toàn là đồn đoán. Các khanh có thể giải tán được rồi. Vân Thiển Nguyệt mưu hại tiên đế, chứng cứ rõ ràng, tội ác tày trời, thiên lý khó dung. Bệ hạ, nếu còn dung túng, e là sẽ thành nuôi ong tay áo. Trẫm nói vô tội thì là vô tội. Nếu ai còn nhắc tới chuyện này nữa, Trẫm sẽ không thể không nghi ngờ kẻ đó cố tình phỉ báng, muốn du hại trung lương. Hôm nay, nhân dịp các khanh đều có mặt ở đây, Trẫm sẽ nhắc lại một lần nữa trước mặt tất cả mọi người, Vân Thiển Nguyệt không liên quan tới cái chết của tiên hoàng. Trẫm không chỉ phán nàng vô tội, thả nàng ra, mà còn sẽ đón nàng vào cung, phong làm hoàng hậu. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Trẫm đã quyết rồi, không phải đang hỏi ý kiến đâu. Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự sẽ mặc kệ cả triều phản đối, cố chấp cưới tội nhân Vân Thiển Nguyệt sao? Vân Thiển Nguyệt đã mang thai cốt nhục của Trẫm rồi. Đây là đứa con đầu tiên của Trẫm. Nàng ấy là mẫu thân đứa con đầu tiên của Trẫm. Ai nói nàng ấy là tội nhân, là đại bất kính. Trẫm niệm tình Tần thừa tướng không biết không có tội, nên tha cho khanh lần này. Trẫm mong sẽ không có lần sau. Hoàng thượng, người thật sự phải làm di thần thất vọng, cũng làm cả triều đình thất vọng sao? Trẫm tuyên bố, nếu Vân Thiển Nguyệt sinh con trai, thì đó sẽ là chủ quân tương lai của thiên thánh. Nếu sinh con gái, thì đó sẽ là công chúa tôn quý nhất của thiên thánh. Ai còn dám hỏi tội, thì đó là mưu phản. Hoàng thượng, hoàng thượng, không thể vậy được. Hoàng thượng, tẩu tẩu, tẩu tẩu, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại lừa ta? Nương nương, các người lừa ta khốn nạn quá. Nương nương, tại sao? Dạ Khinh Nhiễm, ta hận các người. Nương nương, cút ra, ta sẽ không tha thứ cho các người đâu. Nương nương.
Ca ca, Khinh Noãn, muội tới đúng lúc lắm. Mau xem giùm ta, Dung Hoa cung thiết kế như vậy có được không? Tiểu nhà đầu thích Quảng Ngọc Lan, trẫm định xây một hoa trì đài bằng cẩm thạch ở trước viện. Nhưng cẩm thạch cũng là màu trắng, màu có lợt quá không? Lần này ca ca xây hoa trì đương nhiên là tốt rồi, nhưng người thưởng hoa thật sự sẽ hạnh phúc sao? Nếu người đó không có lòng thưởng hoa thì tâm huyết của ca ca không phải sẽ phí công sao? Nàng ấy theo trẫm rồi sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ, vì trẫm sẽ cưng chiều yêu thương nàng ấy, cho nàng ấy tất cả những gì tốt nhất trong thiên hạ, sẽ không để nàng ấy chịu bất cứ ấm ức nào. Vậy ca ca thì sao? Ca ca thực sự sẽ hạnh phúc sao? Khinh Noãn, người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng muội không thể không biết được. Trẫm đã yêu tiểu nha đầu nhiều năm rồi. Đối với nam nhân mà nói, người mình yêu trở thành người bên gối và còn sinh con đẻ cái cho mình, sao lại không vui được? Muội cũng nên mừng cho trẫm đi. Cho nên ca ca đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận nữa chứ. Sao trẫm phải hối hận? Nếu như có một ngày Dung Cảnh trở về, trẫm tuyệt đối sẽ không để hắn sống mà trở về Thiên Thánh. Cả đời này có trẫm ở đây, hắn đừng mơ tưởng có thể gặp được tiểu nha đầu. Ca ca, hắn giết phụ hoàng của trẫm, mơ tưởng tới nữ nhân của trẫm, lại còn lăm le chiếm lấy giang sơn của trẫm. Không giết hắn sao trẫm ngủ ngon được? Dù phải đào ba tấc đất, ta cũng phải đào hắn lên để băm hắn thành trăm mảnh. Hoàng muội không làm phiền nữa. Nếu ca ca có rảnh thì tới thăm hoàng tẩu chút đi. Hoàng thượng, lùi xuống đi. Dạ. Thì ra đây là nguyên nhân khiến chàng không thèm nhìn tới tân thê tử mới cưới về. Dạ Khinh Nhiễm, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao thời gian qua chàng lạnh lùng với ta như vậy, không thèm nhìn tới ta, thậm chí chán ghét. Đợi nàng bình tĩnh lại thì chúng ta nói sao. Đứng lại. Chàng muốn cưới cô ta, vậy còn ta là gì? Nàng là do phụ hoàng ban cho ta. Quý phi, ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, thậm chí không thể tận hiếu bên cạnh phụ hoàng. Chàng nghĩ ta cần cái chức quý phi của Thiên Thánh các người sao? Dạ Khinh Nhiễm, chàng không phải không biết ta muốn cái gì. Ta xin lỗi. Thứ nàng muốn trẫm không cho được. Vì sao chàng không nói sớm? Xin lỗi, trẫm không thể nói sớm cho nàng. Thật ra người trẫm luôn yêu sâu đậm chỉ có tiểu nha đầu. Từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng ấy. Còn cô là phụ hoàng ép trẫm phải cưới, trẫm không thể từ chối, không thể không đồng ý. Nếu cô có thể chấp nhận sớm hơn, cũng sẽ bớt đau khổ sớm hơn. Ta không chấp nhận được. Trái tim ta đau quá.
Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Làm sao vậy? Ta nghe thấy rồi, ca ca ra ngoài điện nói với chúng thần là muốn cưới tỷ, còn nói tỷ mang thai. Nguyệt tỷ tỷ, không phải tỷ không có tình cảm với ca ca sao? Sao chớp mắt tỷ đã gả cho huynh ấy rồi? Muội nói sao? Ngài ấy thật sự đã nói vậy với chúng thần sao? Mọi người đều nghe thấy, Diệp Thiến tẩu tẩu cũng nghe thấy rồi, tẩu ấy đau lòng lắm. Nguyệt tỷ tỷ, rõ ràng là tỷ biết Diệp Thiến tẩu tẩu một lòng yêu thương ca ca. Diệp Thiến, cô tới đây làm gì? Tới cười ta sao? Diệp Thiến, cô nghe ta nói, có những chuyện giờ ta không thể giải thích rõ ràng với cô được, nhưng cô phải tin ta, giữa ta và Kinh Diễm thật sự không như cô nghĩ. Đúng vậy, cô không cố ý. Cô với trưởng phu của ta chỉ là thanh mai trúc mã, chỉ là bạn bè bên nhau từ nhỏ, không có tình cảm nam nữ. Ta bị cô lừa dối lâu như vậy, chuyện tới nước này còn muốn giấu ta sao? Cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Ta cũng mong đây chỉ là hiểu lầm lắm. Ta luôn coi cô là tỷ muội tốt nhất của ta. Ta nói hết tâm sự trong lòng ta cho cô. Chắc trong lòng cô coi ta là đứa ngốc đúng không? Nhất định trong lòng cô đã cười nhạo ta trăm ngàn lần rồi đúng không? Ta không có. Ta thật sự không có. Không có. Vì cô biết rõ ta yêu chàng sâu đậm, sao vẫn còn muốn lấy chàng? Không phải cô yêu Dung Cảnh sao? Dung Cảnh là nghịch tặc nước Kỳ, sao ta có thể yêu hắn được? Còn về Khinh Nhiễm, ta thật sự có nỗi khổ khó nói. Thì ra Dung Cảnh chỉ là cái vỏ bọc để hai người âm thầm qua lại. Một mặt thì lừa ta là cô thích người khác, mặt khác thì lén lút qua lại ám muội với phu quân ta. Giờ có cả con luôn. Bất đắc dĩ hay quá đó. Diệp Thiến, thật ra con của ta, tiểu nha đầu, nàng không cần nói, để trẫm nói. Hôm đó là trẫm uống say, nhất thời không kiềm chế được nên mới làm chuyện sai trái với tiểu nha đầu Khinh Nhiễm. Nàng có thể mắng trẫm bỉ ổi vô sĩ tùy ý, nhưng không được trút giận lên tiểu nha đầu. Giờ dám đã đóng thuyền, trẫm bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tiểu nha đầu và đứa trẻ trong bụng nàng ấy. Đích nữ Vân gia nhất định sẽ thành hoàng hậu, đây là quy tắc tổ tông dạ thị đặt ra. Không lâu nữa trẫm sẽ cưới tiểu nha đầu. Nàng không có ý kiến chứ? Khinh Nhiễm, ngài đang nói gì vậy? Diệp Thiến, thật ra ta có ý kiến được sao? Không phải chàng đã nói cho ta kết quả rồi sao? Ta có nói không sao? Diệp Thiến, Vân Thiển Nguyệt, từ nay về sau chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Diệp Thiến, tiểu nha đầu, sao ngồi đây một mình vậy? Khinh Nhiễm, ta thật sự không thể lấy ngài được. Ta thấy mình rất có lỗi với cô ấy. Vậy đứa nhỏ trong bụng nàng phải làm sao? Chẳng lẽ nàng muốn liên lụy cả Vân thị sao? Nếu thật sự chỉ có cách này,
thì ngôi hoàng hậu ít nhất cũng phải là của Diệp Thiến. Tiểu nha đầu, trẫm cố chấp không cho nàng làm hoàng hậu, không chỉ vì muốn bảo vệ nàng, mà còn là vì lời tổ huấn đích nữ Vân gia phải trở thành hoàng hậu. Giờ là lúc thay đổi triều đại, trẫm vừa đăng cơ, triều đình không vững, có rất nhiều kẻ đang lăm le dòm ngó. Chỉ khi nàng ngồi lên vị trí đó thì các ngoại thích mới không dám lỗ mãng. Cũng chỉ có nàng mới có thể giúp trẫm bảo vệ nội chính yên bình. Nếu lúc này trẫm phá lời tổ huấn thì không phải là đúng ý chúng hay sao? Nhưng làm vậy quá bất công với Diệp Thiến. Tiểu nha đầu, con người sống trên đời vốn không thể theo ý mình. Hãy subscribe.